quá trời đẹp luôn anh chị. Y30 nè, mới tinh nè. Anh em nhìn nè, quá mới luôn đúng không? Mà có như đâu có 330 triệu anh chị. Che nắng, che mưa, chạy cả gia đình luôn. Anh đang cho dây vô nhà. Trời lực rất là nhẹ anh chị nha. Cái dòng này nó nhập anh chị, cho nên chạy sướng lắm. Em này là được sản xuất từ năm 2013 anh chị ha. Nhập Hàn Quốc. Đời 2013 nhập Hàn Quốc anh chị nha, máy 1.6. Dòng xe nhập thì em biết rồi đó, chạy rất là bền. Và nó êm mà nó tiết kiệm và cấp âm tốt anh chị nha. Anh em thấy dàn chạy lực nó đã không? Anh em chạy vô nhà nè. Đầm êm chắc sướng anh chị. Đó. Chạy rất là mướt xe. Đó. Dòng này thì được nó form nó rộng nhưng mà nó ngắn, con dạng hatchback anh chị ha. Cho nên chạy rất là đã xe anh chị nha. Đèn dây vô nhà anh em nha. Đó. Cảnh báo xung quanh xe luôn anh chị ha. Quá trời xe luôn anh chị, qua lựa thoải mái nha. Nơi giao lưu và trao đổi và mua bán với tất cả các anh em ha. Anh em có nhu cầu giao lưu, trao đổi hay là bù trừ gì đó em đều làm hết nha, cân hết với anh em mình luôn nha. Đó. Rất là rộng rãi anh chị ha. Điều hòa auto luôn, trần rim theo xe luôn nè, kính bấm rất là nhẹ luôn nè anh chị ha. Đó, cảnh báo này đang cảnh báo phía sau nè anh chị ha, cảnh báo cái đít này đã hiện thấy không. Đó. Giờ đem tắt máy quay ở ngoài cho đi mình xem ha. Đó, rất là rộng nha, chỉ có là 330 triệu thôi là anh em mình đã có con xe hatchback này chạy rồi anh chị ha, rất là đẹp nè. Đó, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu anh chị nha. Hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi với bà con mình luôn. Biển 61 Bình Dương, cảm biến da, cảm biến đầu đầy đủ hết rồi. Một chiếc xe còn nguyên rin anh chị nha. Rin tới mặt máy luôn. Anh em qua lựa, lái thử, chạy thử, trải nghiệm thử với em ha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh chị nha. Anh em qua xem đại tự nhiên đừng ngại ngùng gì ha, cứ chạy thử từ từ lấy cũng được anh chị ha. Qua xem xe đi, rất là nhiều dòng xe nha, dòng Hyundai hay là Kia gì đó, nhiều lắm, xe Hàn Quốc bên em nhiều lắm anh chị. Anh chị không, quá trời luôn nè. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh chị ha. Đó, rất là nhiều sản phẩm, anh em mua xe nào thì liên hệ cho em qua số là 0866 678 971 nha. Có giao lưu, có trao đổi anh chị nha, có bán góp, có cho nợ luôn. Sao bán hàng nên có kẹt tiền, em cầm là em hay bán này, em vẫn mua hết nha. Rồi, cảm ơn em nhiều, chúc em buổi chiều vui vẻ nha.